Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 6 năm 2018, thì Bộ Tư lệnh Hải quân đã ban hành chỉ thị số 7601 về xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Hưởng ứng chỉ thị trên, thì cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhằm xây dựng môi trường quân đội chính quy, tinh nhuệ, xây dựng môi trường biển đảo xanh, sạch, đẹp. Bỏ thuốc lá không những là nó giúp cho mình, bản thân mình, là nó tăng cường sức khỏe, nhưng mà nó giúp cho những người xung quanh, cái môi trường công tác mình nó ngày càng tốt hơn, đẹp hơn. Và thông qua cái đó nó thể hiện là cái hình ảnh của người chiến sĩ hải quân trong cái thực hiện các cái quy định, mà đây không phải là cái gì mà nó cao sang cả, mà cái hết sức thực tiễn trong đời sống hàng ngày diễn ra, không chỉ trong cả nước mà cũng là được kêu gọi, mà cũng như là đối với quân chủng hải quân là những lực lượng phải đi đầu trong thực hiện đơn vị không có thuốc. Những pano hình ảnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được đặt ở vị trí dễ nhìn tại hội trường, nơi sinh hoạt công cộng tại các đảo. Thời tiết tại Trường Sa vốn khắc nghiệt, đối với Lê Quốc Việt và đồng đội, để thực hiện tốt nhiệm vụ đòi hỏi phải có chế độ sinh hoạt điều độ, khoa học, kỷ luật, đồng thời tích cực rèn luyện thể lực. Đặc biệt, nói không với thuốc lá để đạt trạng thái sức khỏe tốt nhất. Đơn vị không khói thuốc lá là một đơn vị tốt, đơn vị khỏe. Em muốn gửi tới mọi người là không nên hút thuốc để giữ sức khỏe cho mình và mọi người. Để thực hiện nghiêm chỉ thị 7601 về xây dựng môi trường không khói thuốc lá của Bộ Tư lệnh Hải quân, các đảo đã phát huy vai trò của tổ chức đảng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, của cấp ủy. 100% tổ chức đảng có nghị quyết chuyên đề và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Các đảo đã lồng ghép, đưa nội dung vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức đảng. Trên cơ sở đó, phân loại đánh giá bình xét cuối năm. Thông qua từng cái hoạt động, những việc làm cụ thể, các tổ chức, các công ngành và cùng là tập trung vào để thực hiện thắng lợi cái chỉ thị đó. Để vừa tuyên truyền, vừa các biện pháp hành động cụ thể, để qua đó nó nâng cao cái nhận thức, kinh nghiệm, nâng cao vai trò của tổ chức đảng, tổ chức đoàn và hội đồng quân nhân các cấp, để có thể bảo đảm đơn vị là có cái môi trường là lành mạnh, là không có thuốc. Sau hơn một năm thực hiện chỉ thị 7601, các đảo đã thực hiện nghiêm túc, phát huy được vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. 100% cán bộ chiến sĩ đều tốt về lối sống, khỏe về thể lực. Cảnh quan môi trường biển đảo cũng vì thế mà xanh sạch đẹp.